Các bạn ơi, lần đầu tiên Xuân Hữu gặp anh Chiến đấy. Hai anh em sẽ kết hợp, anh Chiến sẽ hộ phần phát nhạc của nàng Hương. Hôm nay Xuân Hữu đi không có nàng Hương bên cạnh. Hôm nay anh Chiến sẽ là nàng Chiến hát tặng cả nhà là hát then cổ được mang tên là cung bướm bay tàng, tức là cung bướm đi đường. Cung bướm đi đường, cung bướm bay tàng. Cung bướm bay tàng.